kia còn giật. 11 tháng nhưng mà cái giá trị của nó lại không cao. Không đây, cao, đây, bây giờ chưa có chủ chứ. 3 tháng kế đây là đạt. Ờ đấy đúng rồi đấy. Đấy. Cái đấy còn sau cái, cái này già rồi nè. Đó, 3 tháng kế đạt rồi, khu vực này già hết rồi nên đạt à. Vâng. Đó, 3 tháng kế đó. Trái em tán quá trời. Hoặc là 40.000 một cân là được. Đúng rồi. Anh Đạt biết sao mình cứ tỉ tỉ dần thì anh ha. Lớp này già, lớp kia anh. Đúng rồi. Lớp kia non, còn lớp này ra ho đúng nữa. Rồi, cứ mày tỉa dần thì là nó mình bảo thằng nước ấy, bảo mày có mua tao để cho mày ít lợi á. Ừ. Đấy mà bảo mày cắt. Để bằng, thôi bởi vì quá đẹp. Thôi nhưng mà để cái đất này cứ để cho chú. Để chú mang về ăn. Được mấy chục cây có trái như thế nào mà chú? Cây thôi, chú được, để 2-3 chục cây. Cây thôi. Không cho ông ghét ra được. Không, dòng này là em nói chung là em nói rằng nó dễ, nó dễ, cực kỳ dễ. Giờ trên đang ra ho nữa chú. Nó ra đâu là lớp trên này đang ra ho nữa. Nó ra liên tục không mà. Cái đây cây phượt. Trái quá trời trái. Quảng thấy không? Còn thấy không? Trái nghiền luôn. Mê luôn. Trái như nhãn 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 các bạn con. Trái rất nhiều, đang là trái non nữa. Các bạn thấy không? Trái rất nhiều. Nếu hôm qua nay quay các bạn xem nữa nè. Thấy không? Toàn bộ cái vườn bơ này là 16 hecta nha các bạn. Ai trên ngọn kìa. Đó, qua đây mình quay các bạn xem. Nhưng mà bạn chiêm nghiệm về bơ nha. Trái nè. Thực sự là trái rất nhiều nè. Nhìn như bơ thấy trái không? Thấy gì đó. Bạn thấy trái không? Cái bơ mình phải quay 2-3 vòng nữa chứ. Trái rất nhiều. Đi mà đụng đầu luôn.
Rồi tiếp tục mình đi xuống quay mình cây bơ dưới đây xem. Con này bút rồi. Wow, nó cháy quá trời trái không? Đây cũng bút nè, trái rất nhiều. Bạn thấy trái không? Quá trời trái luôn. Này, qua cái bút đây. Bút đây. Vườn bơ này trái quanh năm. Có trái, đây đây đây, bút đây, bút đây. Nãy bình giờ bút này thấy không? Bút rất là to. Nói bút chưa? Ồ, các bạn thấy bút không? Đây là qua cái bình này nữa nha các bạn. Các bạn thấy bình không? Trái cái đùm đùm bên kia. Các bạn thấy không? Bơ quá trời bơ. Đây cũng là kiểu binh, cái lem hết nữa. Mình sẽ quay bạn đi tiếp xem cái vườn bơ này. Thấy rất nhiều không? Bút này trái đầy, cây này không có trái rồi bạn ơi. Tiếp tục mình sẽ đi quay cho các bạn xem về cái bùng bơ này. Cây này không có trái đó. Bút, cái bút trái nhiều.
Ngồi lên cái hàng bơ này giá rất sai nè. Thôi xuống cái bơ nữa mình qua lên các bạn nha. À cái bút nè. Quả thấy trái không? What the trái. What the trái luôn. Cái bơ này không biết đếm bao nhiêu trái mà kể. Ai ở ngoài các bạn xem cá đó. Rồi phải cá không? Đụng cái này cũng có trái nè.